Vâng, chúng ta sẽ quay lại với cái trận đấu của chúng ta. Karin và Nekali. Amoni sử dụng nhân vật là Nekali, thằng người rừng. Và Karin, cô công chúa quyền quý của chúng ta, thuộc về anh Hoàng Anh. Vâng, chuẩn đấy bạn Quân Minh Nguyễn ạ. Tựa vào Tifa thì em phải biết. Các loại ghế đấy, Racer các thứ ngồi vào làm sao bằng được. Vâng, bắt đầu vào. Vâng, thế quái nào mà lại chọn cái sàn đấu là cái nhà vệ sinh này, sàn gạch này. Tôi rất là phản đối, đề nghị ván sau là đổi nhá. Đạp. Vâng, vừa vào thì anh giáo sư đã tỏ ra mình rất là vượt trội rồi. Anh đẩy đối phương vào góc rất là kinh khủng. Cấu điều mượn vào cực kỳ lớn, 40% máu rồi. Vào góc. Rất kinh khủng, không thành công. Và anh đang cố gắng tận dụng mọi cơ hội của mình. Quật đối phương xuống, anh có làm gì không? Không, một DP đã đẩy anh ra ngoài. Múa, không. Rất bất ngờ, tôi cứ nghĩ anh vào sẽ múa cái gì đấy. Vâng, rất là hủy diệt. Rất là hủy diệt. Karin đang rất cố gắng để vùng vẫy, nhưng mà có vẻ là không thành công cho lắm. Vâng, khán giả đang bình luận là cái sàn đấu rất là mất vệ sinh nhá. Đề nghị không dùng sàn đấu nữa. Vâng, combo rất đẹp mắt, rất hoa mỹ. 5 hit, lượng máu cối rất lớn, gần choáng luôn. Có choáng được không? Có choáng được giáo sư không? Không, giáo sư rất mạnh, anh không để cho cái chết choáng ở đây. Nhưng mà Karin đang cố gắng để sử áp tận dụng mọi cơ hội của mình. Vâng, một lượng máu rất lớn. Nekali hóa siêu xây ra, các bạn có thể thấy tóc rất là đẹp. Tóc được gọi là đây là siêu xây ra gấp 1 tỷ. Vâng, một CA nối vào, chết chắc luôn. Đột, nằm viện, KO. Rất mùi dập. À không, chào bạn đàn mít. Vâng, à cái người mà vừa thắng cái trận này là Amoni, cũng là người đang tựa vào cái ghế tựa vô cùng sung sướng kia. Tôi đã có thể thấy được ngay là cái ghế tựa nó đang phát huy công lực như thế nào. Anh tựa vào cái ghế đấy là đã gia tăng đến 20% công lực. Vâng, vừa vào dẫm đất, quật ngã luôn. Chúng ta thấy cách đánh của Amoni rất đẹp mắt, rất lăn xả. Trái với các cách đánh của đa phần mọi người là chậm rãi và tìm giữ khoảng cách, thì Amoni đánh không muốn giữ khoảng cách. Anh đánh là anh quên luôn cái nút thủ, anh cứ lao vào thôi. Này thì anh, các bạn thấy không, cách đánh rừng rú rất hợp với phong cách của Amoni. Liên tục là dậm chân rồi cào kiếp các kiểu, tán hồn thiết trảo Inuyasha đầy đủ hết. Ui dồi ôi, hai đạp cứ góp chân Asin dã vào mặt cái này thì làm sao mà chịu được. Đấy rồi, combo nối cả vi trích, rất đẹp mắt, rất hoa mỹ, lượng máu rất lớn. Thôi dặm rồi. Vâng, rất nhanh, rất nhanh. Vâng, khán giả đang bình luận là tóc của Nekali như Medusa vậy. Tôi cũng cảm thấy nó rất là đúng. Nhưng mà thực ra tôi thấy được gọi tóc Medusa không đẹp bằng. Tóc Medusa nó là rầm rắm, nó khe khe khe. Và tóc của Nekali thì nó kiểu nó bay bay bồng bồng, săn siêu các kiểu này nọ, làm sao mà bằng được. Chúng rồi, combo, ôi không thành công, thật là đáng tiếc. Vâng, giáo sư đang cào cào rất bựa. Tôi đang cảm giác là chúng rồi, thôi xong quả để CA lạc cái chắc. Vâng, quả nhiên CA rồi. Cào, vâng, úi dồi ôi, tán hồn thiết cháo, nằm viện. Rất đẹp mắt, vâng, hai đối thủ đã bắt tay rất là trìu mến. Rất là vùi dập, 2-0 dành cho giáo sư.